Câu chuyện của cô Trang, một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã khiến cộng đồng mạng rúng động khi ca phẫu thuật cắt mí của cô biến thành cơn ác mộng. Năm 2021, cô quyết định thực hiện tiểu phẫu cắt mí tại bệnh viện thẩm mỹ Quyên Liranu để có đôi mắt đều và đẹp hơn. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, Trang đã cảm thấy khó chịu nhưng không được giải thích. Đáng sợ hơn, sau khi kết thúc ca mổ, cô phát hiện nhãn cầu của mình bị khâu dính vào khóe mắt, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù đã nhiều lần đi sửa chữa, nhưng mắt trái của Trang vẫn không thể nhìn rõ và gặp khó khăn khi cử động. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thị lực mà còn đẩy cô vào trầm cảm nặng. Hiện tại, Trang mong muốn được sửa chữa tại một bệnh viện lớn ở Thượng Hải. Nhưng chi phí lại là một rào cản quá lớn. Vụ việc này là lời cảnh tỉnh đối với những ai đang cân nhắc thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Cắt mí mắt, mặc dù là một thủ thuật phổ biến và đơn giản, nhưng nếu không được thực hiện đúng cách, hậu quả có thể rất đáng sợ. Trang hiện đang đấu tranh để đòi lại số tiền 30.000 nhân dân tệ đã chi cho ca phẫu thuật thất bại này. Nhưng chỉ được bác sĩ đề nghị hoàn trả 10.000 nhân dân tệ.